Trong khu rừng đó có một con sư tử và một con chơi và một con hiên nga và một con tai chét. Nó đi lung tung trên hầm phố mà nó kiếm một túi chim rồi trong nó lượm xong rồi nó cắt ra, xong rồi nó cắt chia ra làm đôi, xong rồi nó lại nó đi bán xong.